Trang Tử, một cao nhân đắc đạo. Tại Trung Quốc vào thời Chiến Quốc, nước Sở có một vị Trang Chu, Trang Tử, giỏi về văn chương. Ông ta nói: đời tôi thì có giới hạn, nhưng sự hiểu biết vô cùng vô tận, dùng hữu hạn để biết vô hạn, đến đích cũng không hết được. Sinh mạng của tôi có thời hạn, mà trí huệ, tri thức chẳng có bờ mé. Dùng sinh mạng hữu hạn của tôi, truy cầu tri thức vô cùng vô tận, đến chết cũng truy cầu chẳng xong. Đương thời, học vấn của ông ta rất cao siêu, do đó rất nhiều học sinh học đạo với ông ta. Ông ta là một vị học giả, không những học vấn rất giỏi mà đạo đức cũng chẳng kém. Rất nhiều học trò học với ông ta cách thức làm người. Một ngày nọ, ông ta từ bên ngoài đi về nói với vợ của ông ta rằng: hôm nay tôi thấy được một việc rất là kỳ lạ. Vợ ông ta hỏi: việc gì vậy? Trang Tử nói: tôi trên đường về thấy một phụ nữ dùng hai tay cầm cây quạt lớn quạt mồ. Đất mồ là đất mới đào lên còn ướt. Tôi cảm thấy rất quái lạ. Người đã chết rồi, chôn dưới mồ còn sợ nóng chăng? Tại sao còn phải quạt? Bèn hỏi bà ta: làm như vậy là nghĩa gì? Bà ta nói: ông không biết, hỏi chuyện này để làm gì? Trong mồ này là chồng tôi và y ân ân ái ái. Tôi rất thương chồng tôi, nhưng y hốt nhiên bệnh mà qua đời. Xong, tôi thương y, nhưng y đã chết, không thể thương y được nữa, tôi phải cải giá. Tuy là cải giá, nhưng không nhẫn tâm khi đất chưa khô mà đi cải giá. Nếu đợi đến đất mồ khô, thì phải đợi đến mấy ngày. Cho nên tôi dùng quạt, quạt đất cho mau khô, để tôi sớm cải giá. Như vậy thì tình cũng hết, mà nghĩa cũng dứt. Tâm của tôi hết thương y, cho nên tôi phải quạt mồ. Vợ ông Trang Chu nói: người đàn bà đó rất là đê tiện, chỉ mấy ngày mà đợi không được phải quạt mồ. Nếu là tôi sẽ thủ tiết suốt đời, vĩnh viễn không cải giá. Trang Chu nói: có thật chăng? Vợ của y nói: tôi gạt ông làm gì, đó còn có giả chăng? Rất kỳ lạ, Trang Tử nói xong thì bệnh té ngã, chẳng bao lâu thì chết. Vợ của y thấy chồng chết rồi, bèn đi mua một cái quan tài bỏ y vào. Đường lúc liệm thi thể của y vào trong quan tài, thì người cháu của vua Sở đến. Đến bằng chiếc xe rất quý giá, trên xe nạm đá quý, ngọc ngà, châu báu, rất là sang trọng quý giá. Thoáng nhìn thì biết là một vương tử giàu có. Anh ta đến đây tìm Trang Tử. Vợ Trang Tử nói: cậu tìm ông để làm gì? Anh ta nói: tôi nghe nói Trang Tử là học giả nổi tiếng, đến đây muốn học với ông ta. Vợ Trang Tử nói: thật là quá muộn, phải chi đến sớm mấy ngày thì tốt, bây giờ ông ta đã chết rồi. Anh ta nói: ông ta đã chết, nhất định ông ta để lại rất nhiều sách, tôi có thể ở đây đọc được chăng? Vợ của Trang Tử nhìn thấy cháu của Sở Vương vừa khôi ngô vừa tuấn tú, thật là một chàng trai đẹp, trong tâm bỗng dao động, bèn nói: tốt, tôi hoan nghênh cậu ở đây đọc sách. Do đó, cậu ta lưu lại. Vợ Trang Tử chịu không được, bèn xin lòng thương cháu Sở Vương nói: thầy của anh đã chết rồi, tôi còn rất trẻ, anh cũng rất trẻ, hay là chúng ta kết hôn với nhau? Cháu Sở Vương nói: cô muốn kết hôn với tôi có thể được, nhưng tôi không biết cô là thật hay là giả, có gạt tôi chăng? Nếu lời của cô là thật tâm, thầy của tôi Trang Tử ở trong quan tài, thì cô hãy mở nắp quan tài ra cho tôi xem mặt của thầy, sau đó tôi có thể kết hôn với cô. Vợ Trang Tử nói: đâu có vấn đề gì. Do đó, cầm búa mở nắp quan tài ra, Trang Tử bỗng ở trong quan tài nói: bà phải thủ tiết một đời, sao bây giờ mở quan tài của tôi ra? Nói xong, Trang Tử đi ra khỏi quan tài. Vợ Trang Tử quay lại thì cũng chẳng thấy cháu Sở Vương đâu cả. Cho nên, Trang Tử bèn nói mấy lời.
Sự độc hại của loài rắn độc và loài ong vàng, cả hai không bằng sự độc hại của tâm đàn bà. Nói xong mấy câu này, sau đó y gõ một cái bồn, vừa gõ bồn vừa hát, nhìn thấu buông xẻ, đi mau lên. Cũng không biết y đi về đâu, đây gọi là trang chu gõ bồn thành đại đạo, nhìn thấu buông xẻ lên từ thuyền. Hết thảy đều nhìn thấu buông xẻ, tôi nói câu chuyện này, nữ giới đều không phục. Đều nói người nữ chúng ta, sao không nói bên nam giới các vị? Sư phụ, nói thẳng ra là không thể làm sư phụ. Vậy tôi sửa nó lại, sự độc hại của loài rắn độc và sự độc hại của loài ong vàng, cả hai đều độc, nhưng độc ác nhất là tâm của con người, kể cả người nam lẫn người nữ. Người tu đạo thời xưa đều có thần thông, thiền biến vạn hóa, có thể dời núi, lấp biển, tung đậu thành binh, lấy một hạt đậu tung lên không trung, thì biến thành quân đội thiên binh vạn mã, gọi gió, kêu mưa, gọi gió đến thì gió đến, kêu mưa thì mưa xuống. Vợ trang tử không biết trang tử là một cao nhân đắc đạo, không biết, trước mắt là không nhận ra, bỏ qua cơ hội. Số là ý của trang tử muốn độ vợ của y tu hành, nhưng vợ của y không tin lời của ông ta, nói gì cũng đều không tin, cho nên chỉ có thể gõ bồn, sướng bài tế giang nguyệt rằng: Phú quý năm canh xuân mộng, công danh một đám mây trôi, cốt nhục trước mắt đã chẳng thật, ân ái trở thành cừu hận, trở lấy gông vàng cùm cổ, đừng dùng vòng ngọc trói thân, thanh tâm quả dục thoát hồng trần, khoái lạc tiêu dao tự tại. Đó mới thật là chân chánh giải thoát, chân chánh khoái lạc, chân chánh bổn địa phong quang, là bộ mặt thật của mỗi người. Trích từ thần chú Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.